Happy ơi, Happy tối ngày ngồi chơi một mình vậy, Happy có muốn làm thử thách với chị Banana không? Nếu như vậy thì Happy sẽ đồng ý, nhưng mà chị Banana hãy nói đi. À, đồng ý đúng không? Happy không được, khi chị Banana nói ra là Happy không được từ chối nha. Rồi, Happy chấp nhận luôn. À, vậy thì Happy hãy làm thử thách ăn kẹo bồn cầu với các bạn fan xem đi. Ăn kẹo bồn cầu hả? Lần đầu tiên Happy mới nghe kẹo bồn cầu đó các bạn ơi. Nhưng mà Happy cũng sẽ chấp nhận thử thách của chị Banana nha. Được rồi, để chị Banana lấy kẹo qua cho Happy nha. Thên 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 thên. Đây là cái kẹo giống như cái bồn cầu luôn nè Happy, Happy thấy không? Wow. À đây là cái bồn cầu nè. Đúng đây rồi. Cái đó không bồn cầu đó là kẹo đó Happy. Nè các bạn ơi, người ta có ghi là không nên ra ngoài cái bồn cầu thiệt để ăn nha. Cái này là kẹo nha, chứ không phải là cái bồn cầu thiệt đâu. Đó, và đây là cái chi tiết. Wow, có một cái lốc xoáy đang cầm một cái cây hút bồn cầu là cái kẹo đó. Ở hàng xe lít nè. Nhìn nè, hai cái cây kẹo trong suốt quá là đẹp luôn, Happy thích quá đi. Rồi ở đây thì ghi cái gì quá nhiều luôn, Happy đọc được. Rồi, bây giờ Happy sẽ mở ra cho các bạn xem ở bên trong được có cái gì nha. Đó, bây giờ Happy sẽ mở ra nè. Đó. Oh my god, cái vỏ nó dai dai á. Quá, Happy đã thấy được cái cây kẹo rồi nè, quá là đẹp luôn. Rồi bây giờ Happy đã mở sắp xong rồi không? Happy mở xong luôn rồi nè. Ê sao cái chỗ này nó đung đưa quá nè. Wow, một cây kẹo mút nè. Rồi và tiếp theo là thêm một cây kẹo mút nữa. Quá là đẹp luôn và nó trong suốt nữa nè. Cái kẹo mút này hình như là cái đầu thăm bồn cầu, cái đầu hút bồn cầu á. Nè và đây là cái nắp bồn cầu. Bây giờ Happy sẽ mở ra thử nha. Bây giờ Happy sẽ mở ra. Ui, sao nó khó mở quá. Ê, nó có một cái lớp bọc nè, hình như là để bảo vệ. Wow, ở trong có một cái bột nè. Bây giờ Happy sẽ mở ra nha. Đó, Happy sẽ lột cái miếng này ra. Đó nè. Wow, đẹp quá à. Ui, cái bột này nó rất là thơm luôn, mà kiểu nó thơm theo mùi trái cây á. Wow, bây giờ Happy sẽ mở cái cây kẹo này ra để chấm cùng với lại cái bồn cầu nha. Với lại cái cây kẹo này rất là dễ mở luôn, nhưng mà không có người lớn bên cạnh vẫn mở được nha. Rồi bây giờ Happy sẽ chấm vô. Oh my god. Nè bây giờ Happy chấm vô nè. Wow, cái bột kẹo hút bồn cầu nè, nó dính lên đầy kẹo mút của Happy luôn. Rồi bây giờ Happy sẽ ăn cái kẹo mút hút bồn cầu này nha. Wow, mà mới đầu Happy nghe một cái mùi rất là thơm luôn á. Rồi bây giờ Happy sẽ ăn nha. Cái bột nó rất là chua luôn á các bạn ơi. Ăn chung với kẹo ngọt á, nó chua nha. Nó chua, nó không có ngọt. Mình ăn cái kẹo không á thì nó ngọt nha, nhưng mà còn cái bột á Happy ăn nó rất là chua. Happy thấy kẹo này ngon á. Kiểu này Happy thích cái kẹo này nè, nhưng mà Happy không có thích cái bột. Cái bột nó rất là chua 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 nhăn mặt luôn á các bạn ơi. Rồi cái kẹo không nè, nghe cái mùi như là trái cây vậy á, rất là ngon luôn nha. Bây giờ Happy đi chấm đi cái kẹo bồn cầu này nha. Kẹo này Happy nghĩ là nó làm được cái gì mà Happy thấy nó chua lẹ chua lét à. Nè, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Mình thấy kẹo này ăn không là ngon nhất. Không nên chấm cái bột này nữa các bạn ơi, nó rất là chua luôn. Chua quá. Đúng quá. À không có gì. Mình thấy các bạn nên ăn cái kẹo thật, mới chứ chấm cho nó chua đè chua lét rồi. Ăn ngon từ không? Nó còn bột nè, đi ngậm vô nó chua lè. Chua. Nha, mùi nó cũng chua.
cũng chua nữa. Chua quá các bạn. Chua quá chị Bạn ơi. Cái vậy kẹo... là Happy đã thua thử thách này rồi, đúng không? Đúng rồi, tại vì cái kẹo này nó quá là chua luôn. Nhưng mà cái kẹo này nè Happy thích ăn không á, chứ nếu gì mà chị Banana mà ăn cái này với chấm cho mấy cái này là chua. Ôi chua quá luôn á. Được rồi, nếu mà Happy bị chua vậy thì chị Banana sẽ thưởng cho Happy một bịch kẹo mới. Wow, kẹo gì vậy chị Banana? Tên 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 tên. Wow, là kẹo Elsa và cái gì? Elsa và Anna nha. Yeah. Elsa và Anna. Đây. Đó là một chiếc nhẫn. Nó wow, cũng có màu xanh tương tự luôn. Cái là kẹo hình viên kim cương luôn á Happy. Đúng rồi. Đó, rồi để cái kẹo hút bùn cầu qua bên đi. Chua quá. Rồi bây giờ Happy sẽ mở cái kẹo này nha. Nhưng mà đầu tiên Happy nhìn cái bao bì, Happy thấy rất là đẹp luôn nè. Wow, và có cái chiếc nhẫn ở bên góc bên tay phải nè. Bây giờ Happy sẽ mở ra nha. Coi nó có giống cái hình minh họa không. Rồi, bây giờ Happy sẽ mở cái bịch Elsa và Anna ra nha. Rồi, wow, y chang hình minh họa luôn. Quá là cò luôn. Wow, quá là y chang luôn á. Các bạn ơi, đây chỉ là hình minh họa thôi nha. Và đây, đây là khi Happy lấy ra, Happy không biết nó giống một cái chỗ nào luôn. Các bạn ơi nè, ở sau đây nè, nó cũng vậy luôn. Thấy không, nét đèn cái này nó phải màu xanh biển chứ sao nó ra màu xanh lá ta. Không biết nó mùi gì nữa các bạn ơi. Mà bây giờ Happy sẽ ăn thử nha. Đeo như ngón tay nè. À quên, để Happy mở cái chiếc nhẫn này ra cái nha. Rồi Happy đeo cái chiếc nhẫn này vô qua. Các bạn ơi, Happy đeo cái chiếc nhẫn vô là Happy thấy tự tin hơn hẳn luôn các bạn. Rất là tự tin luôn nha. Đây là chiếc nhẫn kim cương to nhất thế giới các bạn. Rồi Happy giỡn thôi, bây giờ Happy sẽ ăn thử nha. Nhưng mà trước tiên Happy sẽ hửi. Không có nghe mùi gì hết luôn. Wow, ấn tượng rất là tốt. Dạ, rồi, Happy giỡn đó nhưng mà Happy không có nghe mùi gì thiệt. Bây giờ Happy sẽ ăn thử nha. Nó ngọt. Nó có mùi sữa. Hết. Ngọt quá. Chị Banana ơi, sao chị Banana cho Happy cái kẹo gì mà ngọt quá chị Banana ơi? Thì hồi lúc nãy là chua thì bây giờ đến ngọt. Chị Banana thương Happy không? Chua xong rồi ngọt à, hay là cái đó Happy chấm với cái kẹo bồng cầu là nó vừa ăn luôn Happy. Đúng rồi, chị Banana thật là thông minh. Happy hãy thử thôi. Rồi, đây là cái kẹo bồng cầu. Và đây là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chấm vô bồng cầu sẽ như thế nào? Chiếc nhẫn rất là ngọt và chiếc bồng cầu rất là chua. Bây giờ Happy sẽ để Happy lấy cái cây hút bồn cầu ra cái chặt quá. Rồi, chiếm chỗ quá. Bây giờ Happy để qua bên này cho nó rộng rãi nha. Chiếc nhẫn chấm vô bồn cầu. Ủa? Nó tràn ra luôn rồi. Bây giờ Happy sẽ chấm vô chiếc bồn cầu sẽ như thế nào. Rồi, bây giờ Happy sẽ ăn thử nha. Chua. Chê. Chua lẹ chua lét rồi chị Banana ơi. Không có ngọt được luôn hả Happy? Không có ngọt. Oh my god. Chê. Vậy là thất bại nữa rồi. Cái kẹo kim cương chấm vô bồn cầu cũng vẫn chua luôn. Tại vì cái kẹo bồn cầu này rất là chua luôn. Mình chấm kiểu gì nó cũng không có ngọt được. Mình chỉ phải nhớ mình cho đường vô đây nó mới ngọt là chị Banana ơi. Nhưng mà ha, nhưng mà chấm lại là Happy thích cái kẹo này nha. Tại vì cái kẹo này á, sao mà còn dính mọt. Happy liếm chỗ khác mà cái giận nó vẫn chua, còn dính bột rất là nhiều luôn. Nhưng mà chấm lại thì Happy thích cái kẹo này nha. Wow, rất là ngon. Nói chung cái kẹo bồn cầu á, nhưng mà còn một cây nữa. Đây hai cái để Happy đeo vô cái tay nè. Đó, cột cái tay đi. Đó, các bạn thấy không? Ngon. Ngon nha các bạn ơi. Và trong thấy cái kẹo này các bạn thích nhất là kẹo nào nè? Happy thích kẹo này nè. Và chị Banana ơi, cái kẹo nhẫn kim cương và
cây kẹo hút bồn cầu thì Happy thích kiểu nào? Happy đố các bạn luôn đó. Được rồi, nếu mà cái đó chua quá thì chị Banda sẽ thưởng cho Happy một cái kẹo dưa hấu cho nó ngọt hơn nha. Wow, vậy hả? Đúng rồi. Wow. Tên. Hấp dẫn quá vậy chị Banda. Đây là cái kẹo dưa hấu. Wow, kẹo dưa hấu nè. Cái này là cái nắp nè. Giờ Happy dặn ra nha, dặn á. Kẹo này, kẹo dưa hấu làm the miệng á các bạn ơi. Happy hình như là cái này á, nó còn rất là nhiều loại luôn nha. Bây giờ Happy sẽ lật ngược để mở đó nha. Rồi bây giờ Happy sẽ nó rất là nó đầy lắm á chị Banana ơi. Rồi Happy xé ra nè. Nè các bạn ơi, các bạn có thấy kẹo dưa hấu không? Và đây là cái bịch của nó nè. Đây là kẹo the the nè các bạn thấy không? Bởi vì có cái lá bạc hà đúng không ta? Đúng rồi, đó là lá bạc hà đó Happy. Và nó có hai lớp, hình như đây là bên là để the nè, còn một bên là bị dưa hấu nè đúng không? Bây giờ Happy sẽ ăn thử nha. Mới vừa ngửi thôi mà Happy đã nghe một cái mùi rất là thơm. Nó nghe một cái mùi rất là dưa hấu. Nha các bạn, tại vì đây là kẹo dưa hấu mà, nên nó ra nghe mùi bạc hà. Rồi bây giờ Happy sẽ ăn thử nha. Mời bạn nha, tôi đây không chờ bạn, tôi đây không có mời bạn ăn, bây giờ tôi ăn nha, không cho bạn ăn đâu. Ủa gì lắm mấy đi. Rồi bây giờ em đi thế ăn. Nó nghe mùi the. Các bạn ơi, mình ngậm vô mình không có nghe mùi dưa hấu, mình nghe mùi bạc hà nè, với lại mùi bao bì. Ủa là mùi bọc á. Nghe cái bọc nó nghe mùi á, rất là thơm không. Nhưng mà ăn vô chỉ nghe mùi bạc hà thôi. Cái hà nó cũng ngon nha các bạn ơi. Chị Banana ơi, Happy chấm kẹo này 8 điểm nha. Kẹo dưa hấu hả Happy? Đúng rồi. Còn kẹo bồng cầu của Happy là bao nhiêu điểm? 10 điểm hả? Tại vì nó chua nhiều đúng không? Đúng rồi, nó chui 1 điểm. Ủa gì? Chui cộng 3 điểm, 7 điểm là cây kẹo mút. Cây kẹo mút. Còn cái chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đây, bao bì thì chấm 7 điểm nha. Chiếc nhẫn thì chấm 1 điểm. Chiếc nhẫn ngọt quá hả? Ngọt quá như là cái bao bì này chị Banana thấy không? Đúng rồi. Chỉ là hình minh họa thôi. Thì kẹo ra thấy ớt. Ra cái màu gì nhìn phèn phèn sao á chị Banana. Màu nó ngổ không? Ê, nó lai, màu lai á, nó trắng trắng rồi nó đậm đậm á. Đúng rồi. Phải như vậy đó mới chiếu chiếu được chứ. Tổng cộng là cái kẹo chiên hấu nó rất là thơm nha. Nhưng mà Happy thích kẹo cái đồ hút bồn cầu hơn. Ở trong ba loại kẹo này các bạn thích nhất là loại kẹo nào nè? Happy thích loại kẹo bồn cầu nhất nè. Và nếu như mà các bạn thích thì nhớ like và share cho mình nha. Và giờ thì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.